27 á. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tới cái đồng ruộng của nhà chủ tại xã Nhân Đức, huyện Củ Chi các bạn. À, tôi quay nhà chủ đồng ruộng này cho bạn xem ha. Rồi quay lúa mới vừa thổ cho bạn. Rồi tôi quay tiếp lúa nữa các bạn. Lúa mới vừa thổ. Đẹp không? Đây nó mai che lại. Mai che lại gần khi nắng. Nắng gần khi nắng mình đây mai che lại tối thôi. Đó. Rồi cái nắng từ từ lại.
Ấy lớn đường đổ bê tông. Mới ra chỗ chỗ đá mà dân Khmer. Tầm mấy bên kia không à. Tao nghĩ dương nha chú đó. À phải ông cậu với bờ trăng đó. Có cầm ngay bờ trăng. Nhiệt động lắm lắm. Giờ mấy người mình đó đang bắt ngọn, không còn vô leo. Lên à, lên tới đây bắt ngọn lên. Mình chưa bỏ bỏ phân bỏ diêm mấy cái lên vô chiếc trồng cà tím hay gì á, chuẩn bị trồng cà tím à, chưa chưa trồng chiếc trồng mới á, tại tôi đi buổi sáng buổi chiều ở trồng à. Nhà đó lớn lắm, nhiều lắm, rộng. Đứng đây quay cũng thấy hết rồi nè. Ta đang hái mục hương. Mặt này tới đây tới còn nhỏ, còn kia tới lớn. Chúng ta đang hái vô quay vô bàn kem này ở Nhuận Đức các bạn. Đây chiếc ốc từ Nhuận Đức. Cái này mốc hơn còn nhỏ quá. Này đóng dấu rồi nha. Thằng Trọng gì? Thằng Trọng vô leo hả? Vậy bữa nó trồng quá. Tám giờ chiều trồng cũng được ha. Người ta hay sớm quá. Đây người ta hay. Ta hay rồi. Sáng sớm người ta hay rồi. Người ta hay sớm nữa các bạn. Mốc hương này không biết chủ ở đâu đó. Này ở trong Nhuận Đức ở Tư gần xa lắm rồi, nên nãy chủ này hái lên rồi giờ không biết
đâu. Quay cho bạn xem chút. Giờ mong bay. Này chỗ này. Hái lên rồi đẩy lại cho đây rồi. Nguyên đồng ruộng, cái đồng ruộng hồi đó con lên HP17 á, đúng là con chồng cho quay xong mà con trễ thể luôn. Sáng nay tôi làm cái tấm. Có cái show thì cắt ra cho nè, hai show nè. Để ra mình xe đi chỗ khác quay tiếp nè bạn. Đi vô mấy cánh đồng nè, mấy cánh đồng rộng bao la. Ra mình xe. Rồi xe lấy xe đi chỗ khác. Bị bỏ hộp cho leo rồi.